Hi, Quyền xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá máy lọc nước tại điện máy xanh cho cô chú, anh chị, bạn mình xem tham khảo nha. Và Quyền đang có mặt tại điện máy xanh nè. Phía sau Quyền có rất là nhiều máy lọc nước luôn. Quyền sẽ cập nhật cho cô chú, anh chị, bạn mình xem. Đây, có rất là nhiều mẫu máy lọc nước cho chúng ta lựa chọn luôn nha. Đây là loại âm tường, có nghĩa là loại đi học quá, không có vỏ. Thì chúng ta sẽ âm tường vào những cái hộc rửa chén rồi đó. Giá cũng rất là dễ chịu, 5,7 triệu, giảm còn 4,990 triệu. Cái mẫu này 8 loại đến từ hãng Senhouse nha. Chúng ta sẽ được bảo hành là 22 năm. Mẫu này thì giảm còn 5,790 triệu. Mẫu này thì 10 loại nha, cũng bảo hành 2 năm của Senhouse nha. Này là dạng âm tường với dạng để bàn cũng được ha. Rồi, bên đây là hạng của Toshiba, 7,760 triệu. Mẫu này có 3 loại, có nóng lạnh nha. Đó, 3 loại thôi. Tại sao có 3 loại mà lại có thể lọc sạch nước cho chúng ta uống được? Tại vì những loại lọc bên trong của Toshiba thì mẫu này sẽ lọc cho chúng ta uống được luôn nha. Ví dụ như là một loại số 1 của Toshiba nó bằng 3 loại của những hãng khác. Thì vậy đó, nôm na cho cô chú gì mình dạy hiểu vậy thôi. Bên đây là của Senhouse, 10,690 triệu, giảm còn 9,990 triệu và giảm thêm 3 triệu nữa còn 6,90 triệu. Đây có nóng lạnh luôn nha. Mẫu này thì 10 loại, mặt kính trên đây là kính cường lực và ở dưới đây là cũng kính cường lực luôn. Bên trong là những loại lọc nè, có bình chứa nha, bình chứa để mà khi cúp điện chúng ta có thể uống được. Rồi, về dòng nước nóng thì chúng ta sẽ có nhiệt độ tầm khoảng 90 độ C, có thể nấu mì, pha cà phê, pha trà đều được luôn nha. Đây là nước bình thường, gọi là nước mát, nước GO. Bên đây là nước lạnh ha. Nhiệt độ của nước lạnh thì tầm khoảng đâu đó sắp xỉ 15-16 độ ha. Như là chai nước suối mà để trong ngăn đá, ngăn mát chứ, sorry, ngăn mát nha, ngăn mát tủ lạnh. Bên đây có nút bật tắt nóng lạnh để chúng ta có thể mà bật tắt dễ dàng tính năng nóng lạnh ha. Ví dụ như chúng ta không có sử dụng cái tính năng nào đó thì chúng ta có thể tắt đi. Ở đây thì chúng ta sẽ có đèn báo cạn nè, báo nóng lạnh. Bên đây thì chúng ta sẽ có máy của Toshiba 3 lõi 6,290 triệu. Cái mẫu này 3 lõi ha, lõi GO sản xuất ở Mỹ. Rất là đẹp, mẫu mã rất là đẹp. Ở đây không gian nó hơi hẹp nên Quyền quay xa xa cho các bạn mình xem. Còn mẫu trên đây cũng mẫu 3 lõi luôn, 10,590 triệu, giảm còn 9,190 triệu. Đây là thùng cao hơn, màu sắc đẹp hơn ha. Tuyệt vời. Ở đây có cái hộc để chúng ta để đồ. Ở dưới đây là lõi lọc, rất là ok. Rồi thì quay lấy nước cảm ứng ha, rất đẹp nha. Hàng của Nhật kế bên. Đây là cái mẫu máy lọc nước bán hàng trưng bày, chỉ có 3,596,000 thôi, tại điện máy xanh nha, tại điện máy xanh Tiểu Cần. Cô chú chị bạn mình ở khu vực nào đến ngay điện máy xanh Tiểu Cần để chúng ta có mua dòng rẻ này, chỉ có điện máy xanh Tiểu Cần thôi mới có hàng này. Bên đây thì chúng ta sẽ có cái mẫu GO của Hydrogen, hạn đến Camru, 8,140,000, giảm còn 7,590. Mẫu này được của Camru nha. Camru mở xem. Đây, lõi lọc mình chứa ở đây. Mẫu này thì 8 loại. Chúng ta sẽ có thể lấy 2 loại nước, là nước bên đây là nước tinh khiết và nước bên đây là nước Hydrogen. Và dòng máy này là có hương Hydrogen thì chống lão hóa này kia đồ, uống đẹp da và ngăn ngừa một số bệnh như là cho chúng ta. Bảo hành 24 tháng nha. Mẫu mã nè, máy rất đẹp, màu trắng nha. Cái bên là mẫu máy nóng lạnh. Đây là máy Canru, 10,490, giảm còn 6,490. Và một số chương trình khuyến mãi nó có thể giảm xuống còn 5,990. Và Quyền cũng có đã bán được rất là nhiều mẫu này rồi, với mức giá 5,90 triệu ha. Đó, cô chú anh chị bạn nào mua thì cứ nhắn tin hay gọi điện trực tiếp cho Quyền để tư vấn ha. Đó, Quyền quay clip cũng rất là chi tiết ha. Đây là mặt kính cường lực, có đèn báo cạn, báo nóng lạnh. Ở đây là cũng mặt kính cường lực ha. 3 vòi, 2 vòi nhưng 3 chức năng nước. Đây nóng lạnh, nóng, lạnh và nước GO. 3 cái loại nước này thì chúng ta sẽ lấy 2 vòi. Nước nóng thì nó sẽ riêng biệt ở đây. Nước nóng thì tầm khoảng 90 độ nấu mì, pha trà, pha cà phê, pha sữa được ha. Ở bên đây nước bình thường là nước lạnh bình thường. Còn bên đây
Nước lạnh nhiệt độ tầm khoảng 15-16 độ C, như là chai nước suối mà để ngăn mát vậy, thì sẽ ra chung với vòi nước GO luôn. Rất là tiện lợi. Mẫu này thì bảo hành là 12 tháng. Có nút bật tắt đông lạnh phía bên hông. Có rất nhiều cô chú hỏi là máy lọc nước có hao điện hay là không. Thì máy lọc nước nếu mà xài nóng lạnh thì một tháng đâu đó tầm khoảng 30.000 tiền điện. Còn nếu mà xài vòi lạnh không có nóng lạnh á, vòi bình thường á, thì một tháng tầm khoảng đâu đó 15.000 tiền điện thôi. Dao động đâu trên dưới 15.000 tiền điện, rất là tiết kiệm. Đây là mẫu máy lọc nước đến từ hãng Sanaki, 11 lõi, 6.990.000 giảm còn 5.190.000. Mẫu rất đẹp nha. Hinuren luôn. Đây cái vỏ ngoài để chữ Hinuren nè. Bảo hành 2 năm. Đây là khoang bên trong, những lõi lọc ha. Máy bơm bình chứa rất là đẹp. Mặt trên kính, mặt trước kính. Rất là đẹp. Sanaki bảo hành 2 năm. Đây cái vòi nước đây. Năm triệu 190.000 thôi, bảo hành 2 năm. Cô chú anh chị thích mẫu này 11 lõi liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình để mua hàng nha. Đây là loại nóng lạnh 12.790.000 giảm còn 9.490.000. Mẫu này thì theo Quyền thấy là có tính năng rất là đặc biệt ở cái chỗ này là inverter, có nghĩa là tiết kiệm điện đó nha. Được bảo hành 2 năm. Wow, mẫu này 11 lõi luôn. Quá là tuyệt vời luôn. Của Sanaki. Block công nghệ inverter lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, vận hành êm ái tiết kiệm điện năng. Tuyệt vời. Đây là chúng ta sẽ tìm hiểu về vòi nóng lạnh. Những cái nút dặn như thế này rất là sang trọng luôn nha cô chú anh chàng bạn mình. Đây nước GO đây. Nước nóng bên đây. Đó, rất là sang trọng và hiện đại. Hai vòi cho chúng ta đến từ thương hiệu Sanaki, 12.790.000 giảm còn 9.490.000. Đó, chúng ta sẽ có một bình chứa 10 lít. Rất là tuyệt vời. Rất đẹp. Rồi cô chú anh chị nào thích mẫu này inbox trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình nha. Bên đây chúng ta sẽ có Canlofi 10 lõi nha. Mình sẽ nói về 10 lõi thôi. 9.90.000 giảm còn 6.90.000. Đây là Canlofi nha. Chúng ta sẽ được bảo hành là 3 năm. Canlofi mẫu này bảo hành 3 năm, 36 tháng nha. Rồi, Quyền sẽ qua mẫu. Bên đây thì chúng ta sẽ có lõi GO, đó là Canlofi. 10 lõi 7.9 giảm còn 6.90.000. Đây, mặt kính là trước, trên và bên trong đây. Đó, đây là kính cường lực nha các bạn nha. Bên trong lõi lọc nè, các bạn nhìn thấy hệ thống lõi lọc không? Rất là chuyên nghiệp. Rất là tuyệt vời. Với mức giá chỉ có 6.990.000 và chúng ta được bảo hành lên đến là 3 năm. Tại điện máy xanh nha cô chú và bạn ơi. Mẫu của Canlofi. Bên đây chúng ta sẽ có một mẫu của Canlofi và chúng ta sẽ có mức giá là 12.500.000 giảm còn 10.90.000. Mẫu này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là đẹp. Mặt trước kính nè. Kính nè. Và trên đây chúng ta sẽ có 3 nút để vặn lấy nước và 2 vòi. Nóng lạnh, nước tinh khiết và nước lạnh ha. Như Quyền đã nói nha. Nhiệt độ của anh vòi nóng thì tầm khoảng 90 độ C, nấu mì, pha trà, pha phê được. Bên là lạnh thì chúng ta sẽ có mức nhiệt độ tầm khoảng 16 độ C. Như là một chai nước suối mà để trong ngăn mát vậy. Ở đây nước tinh khiết bình thường nha. Ở đây chúng ta sẽ có một cảnh báo là chú ý nước nóng. Hãng rất là cẩn thận. Mẫu bên đây là của Canlofi luôn. Nhưng mà cái dòng bên đây á, là dòng X39 10 lõi 10.690.000 giảm còn 6.90.000. Cái này là một trong những mẫu máy lọc nước nóng lạnh đang có chương trình giảm giá cũng cực sốc tại điện máy xanh. Chúng ta vẫn có 3 nút điều chỉnh, đây là 3 nút lấy nước ha. 2 vòi để chúng ta lấy nước nha. Nhiệt độ vẫn như nhau, bên nóng, bên lạnh và bên nước tinh khiết.
ở bên trong này, hệ thống loại lọc cũng rất là tuyệt vời. Với mức giá là 6.090.000, chúng ta được bảo hành là 3 năm các bạn nha. Tại Điện Máy Xanh. Ở đây cũng vậy, nhưng mà ở dòng này thì dòng cao cấp hơn, D6611 loại lọc. Chúng ta mức giá là 11.490.000, giảm giá gốc là 13.690.000 nha. Đây, máy rất là đẹp. Cũng có 3 hệ thống, 3 loại lọc và cũng như là lấy nước cho chúng ta. Đây, nước nóng đây, nước lạnh GO đây và nước lạnh 15-16 độ C. Quá là ok luôn nha. Đây là mẫu 8 loại lọc của Sanheo, 7.050.000, giảm còn 6.490.000. Rất là ok luôn. Trước cường lực sau cường lực luôn nha. Trước cường lực trên cường lực luôn. Bên đây là của Sanheo luôn, 10 lõi nha, 7.350.000, tông màu xanh. Bên đây là 10 lõi luôn, 6.340.000, giảm còn 5.790.000. Mặt trước kính, trên kính luôn nha. Sanheo. Còn bên đây là của Kangaroo. Cái dòng này có hydrogen nên giá nó cao hơn. Ở đây có 3 vòi nóng lạnh ha, nóng lạnh, nước tinh khiết, có hydrogen là 8.690.000. Dòng này quyền bán cũng rất là chạy nha. Có hydrogen rất tốt cho sức khỏe chúng ta. Ở đây thì dòng hydrogen không có nóng lạnh, 9 lõi, 10.070.000, giảm còn 8.090.000. Tiếp theo là Kangaroo 10 lõi, dòng thường không có hydrogen, 7.090.000. Ở đây là 9 lõi đây, 6.090.000, giảm còn 4.090.000. Rất là giảm giá luôn, giảm giá rất là sâu, 5.690.000. Cái mẫu này 10 lõi nha. Thiết kế rất đẹp, kính cường lực ha. Hệ thống loại rất là hiện đại. Đây là 5.090.000, 8 lõi. $6.680.000. Mẫu này thì của robot nha, 10 lõi nha. Mặt tất cả là kính cường lực luôn. Bên đây là của Cuckoo. Rất là công nghệ luôn nha, 9.080.000. Bên đây là mẫu của Kangaroo, 6.590.000, 7 lõi nha. Kiểu mẫu này đó, như nhau, nà ná nha. 6.790.000, 9 lõi nha. Bên đây là 7.160.000, 8 lõi. Nà ná nhau nha. Còn cái dòng mới nè, 12.800.000, 7 lõi. Cái này là dòng máy lọc nước điện phân nha. Ngày mở thì hơi khó. Hơi khó mở. Rồi, dòng đây thì cũng là điện phân luôn. Quá giảm luôn, 10.090.000, giảm còn 4.090.000 thôi. 5 lõi lọc chúng ta. Lõi lọc GO công nghệ xuất xứ Hàn Quốc. Bảo hành chúng ta là 12 tháng. Đây. Khép kính hoàn toàn luôn nha. Rất đẹp. Rồi, cô chú anh chị mà thích mẫu máy lọc nước nào thì cứ nhắn tin trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là nhắn tin Zalo cũng được nha. Rất là nhiều mẫu cho chúng ta lựa chọn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị bạn mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn mình trong các video lần sau.